chàng trai cuồng sạch sẽ thân yêu của tôi. Bộ phim nói về nam chính Cố Nhân Tề, khi vừa sinh ra gia đình đã không toàn vẹn, phải sống cô lập khép kín với mọi người xung quanh, mắc chứng bệnh sạch sẽ nghiêm trọng và nữ chính Thị Song Kiều. Cô gái có một gia đình mỹ mãn nhưng lại gặp phải tai nạn xe, đau khổ mất đi người mẹ thân yêu, từ đó vì cuộc sống mưu sinh cô không còn quan tâm đến bề ngoài của bản thân nữa. Hai người hoàn toàn khác biệt trở thành cấp trên và cấp dưới của cùng một công ty vệ sinh, họ giống như một đôi hoan hỉ hoan gia vậy. Sau khi hiểu rõ lẫn nhau trong công việc, hai người bắt đầu đồng cảm với đối phương và dần dần cả hai trở thành người yêu của nhau. Bộ phim được công chiếu ngày 9 tháng 5 năm 2021. Chọn bộ 24 tập, bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên chính. Lưu Dĩ Hào vai Cố Nhân Tề, Thẩm Nguyệt vai Song Kiều. Phim được phát sóng 2 tập mỗi tối Chủ nhật và thứ hai hàng tuần lúc 20 giờ trên Mang Câu TV.